Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục với bài học về học vần nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A. Khi ghép với chữ P, chúng mình sẽ đánh vần là A-P, áp. Ta được vần áp. Ví dụ như xe đạp, tháp. Chữ á khi ghép với chữ p chúng mình sẽ đánh vần là á pờ ắp. Ta được vần ắp. Chị lấy ví dụ như bắp, cặp. Tiếp theo, chữ ớ khi ghép với chữ p chúng mình sẽ đánh vần là ớ pờ ấp. Ta được vần ấp. Ví dụ như cá mập, thấp. Chữ o khi ghép với chữ p chúng mình sẽ đánh vần là o pờ óp. Ta được vần óp. Ví dụ như cọp, họp. Chữ O khi ghép với chữ P, chúng mình sẽ đánh vần là O P ốp. Vần ốp. Ví dụ như lốp xe, hộp. Ơ khi ghép với P sẽ được đánh vần là Ơ P ốp. Ta được vần ốp. Ví dụ như chớp, lớp. Chữ E khi ghép với chữ P chúng mình sẽ đánh vần là E P F. Ta được vần F. Ví dụ như dép, cá chép. Chữ E khi ghép với chữ P chúng mình sẽ đánh vần là E P F. Ta được vần F. Ví dụ như bếp, cơm nếp. Chữ Y khi ghép với chữ P chúng mình sẽ đánh vần như sau: Y P íp. Vần íp. Ví dụ như bìm bịp, nhịp. Và cuối cùng, chữ U khi ghép với chữ P chúng mình sẽ đánh vần là U P úp. Ta được vần úp. Ví dụ như búp sen, súp. Sau đây, chị em mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần thứ hai mang tên luyện đọc. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và cùng đánh vần theo chị nhé. A p áp, 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 ớ p ấp, ớ p ấp, ớ p ấp, o 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 p ấp, ơ p ấp, ơ p ấp, ơ p ấp, e p ép, e p ép, e p ép, e p ép, e p ép.
p f i p i p i p i p u p u p u p u p. Các bạn đã đánh vần chính xác rồi đúng không? Về nhà, hãy xem lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể rèn luyện cho mình khả năng đánh vần nhiều hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!